Mình là Khánh Ngọc, là học sinh lớp 10 vừa trúng tuyển vào trường trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám. Đây là kết quả mà mình rất nỗ lực để giành được trong thời gian qua. Và hôm nay mình sẽ đi tham quan tại ngôi trường này để xem có gì đặc biệt tại Hoàng Hoa Thám năm học 2020-2021. Cùng theo chân mình các bạn nhé. Trường Trung học Phổ thông Hoàng Hoa Thám được thành lập từ năm 1963, tọa lạc tại số 63 đường Phạm Cự Lượng, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Với truyền thống gần 60 năm xây dựng và phát triển, Trường Trung học Phổ thông Hoàng Hoa Thám luôn khẳng định được vị thế là một điểm sáng của ngành giáo dục đối với địa phương, được sự tin tưởng của phụ huynh và học sinh trên địa bàn. Lựa chọn học tại trường Trung học Phổ thông Hoàng Hoa Thám cũng chính là lựa chọn được học tập dưới mái trường có đội ngũ giáo viên chuyên môn giỏi, trách nhiệm, yêu nghề, học sinh năng động, cơ sở vật chất đầy đủ, khang trang, sạch sẽ và hiện đại. Đây còn là môi trường với nhiều hoạt động ngoài giờ lên lớp, thể dục thể thao thú vị, được đầu tư tổ chức quy mô, chuyên nghiệp xứng tầm với vị thế của trường. Năm học 2020-2021, nhà trường có 95 cán bộ, giáo viên, nhân viên được chia làm 12 tổ, do thầy Phạm Tấn Ngọc Thụy làm hiệu trưởng, thầy Lê Thiện Trà, phó hiệu trưởng, thầy Trần Xuân Hòa, chủ tịch công đoàn, thầy Lê Mạnh Tấn, bí thư đoàn trường. Ngoài ra, với việc đón nhận thêm 482 học sinh lớp 10 nhập học, học sinh nhà trường được biên chế thành 36 lớp sinh hoạt với 36 giáo viên chủ nhiệm đầy kinh nghiệm và tâm huyết. Với những thành công đã đạt được trong suốt chặng đường gần 60 năm qua và những thế hệ tiếp nối đầy tài năng và nhiệt huyết, Trường Trung học Phổ thông Hoàng Hoa Thám trong thời gian tới chắc chắn sẽ tiếp tục bay cao, bay xa để thầy và trò nhà trường cùng chinh phục những đỉnh cao mới của bầu trời tri thức. Chúc tất cả chúng ta sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời nhất với ngôi trường thân yêu này. Trường Trung học Phổ thông Hoàng Hoa Thám thật là ấn tượng đúng không ạ? Mình nghe nói đây là năm học đầu tiên trường bắt đầu được sử dụng cơ sở mới. Chắc chắn đây sẽ là năm học hết sức là thú vị. Chúng ta hãy cùng đi tìm một người đặc biệt để tìm hiểu hơn về trường Trung học Phổ thông Hoàng Hoa Thám nhé. Chào em Nguyễn Lữ Thắng Hạc. Lần đầu tiên này thay mặt gần 100 cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường và 1.000 học sinh nhiệt liệt chào mừng 482 học sinh lớp 10 của năm học 2020-2021. Thì lần đầu tiên thì thầy chúc mừng các em lên một cấp học mới với nhiều niềm vui, tiếp tục thực hiện những cái ước mơ hoài bão của mình. Với trường Trung học Phổ thông Hoàng Hoa Thám này có bề dày gần 60 năm xây dựng phát triển, thì các em có quyền tự hào là học sinh của mái trường này. Trong những năm vừa qua thì thành tích của nhà trường hết sức là nổi bật trong các hoạt động dạy học và hoạt động ngoài giờ trên lớp. Thì trong hoạt động dạy học thì các cái cuộc thi như là khoa học kỹ thuật, học sinh giỏi cấp thành phố, và điển hình như là 2 năm trước thì nhà trường cũng đã tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia và đạt 2 giải. Rồi học sinh giỏi lớp 12 nhà trường cũng đạt tỷ lệ rất là cao, gần 90% em tham gia có giải. Rồi trong cuộc thi thì thôn biển để chống rác thải nhựa thì trường đạt cái giải nhất khối trung học phổ thông và một số cái cuộc thi khác liên quan tới cái hoạt động ngoài giờ như là văn hóa, văn nghệ. Thì trong cái hội thi học cải cụ động cấp thành phố thì năm vừa rồi thì trường chúng ta là đứng nhất toàn đoàn. Có thể nói là cái hoạt động dạy học và công tác chuyên môn giỏi và cái hoạt động ngoài giờ lớp thì nhà trường hết sức quan tâm và đầu tư làm sao để phát triển toàn diện cái năng lực của học sinh. Với năm học này thì
lời gửi gắm của thầy, của nhà trường đối với học sinh, nhất là học sinh khối 10. Và khi vào môi trường này thì các em làm sao thứ nhất là phải tôn trọng thầy cô, nhân viên nhà trường. Thứ hai nữa là phải quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ, bạn bè. Và thứ ba là tham gia tích cực các hoạt động ngoài giờ lên lớp. Ví dụ như là các hoạt động ví dụ thể thao, văn nghệ, thì đấy là những cái hoạt động ngoài giờ nhưng mà là cơ hội để các em phát triển toàn diện cái năng lực. Là một trong những yếu tố hết sức là quan trọng sau này các em khi mà ra đời. Với năm học 2020-2021 thì cũng thật là đặc biệt do tình hình dịch bệnh, với sự nỗ lực của lãnh đạo thành phố cũng các sở ban ngành, đặc biệt là ngành giáo dục, thì hy vọng rằng trong thời gian sớm nhất các em sẽ được đến trường và tham gia các hoạt động. Nhân ngày khai giảng năm học mới, thay mặt thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên, học sinh toàn trường, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với các cấp lãnh đạo, các tổ chức xã hội và các bậc phụ huynh đã thường xuyên quan tâm giúp đỡ nhà trường và rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm đó để nhà trường nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Kính chúc thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh bước vào năm học mới đầy tự tin và quyết tâm để đạt được nhiều thành công hơn nữa.